Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương cho hay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có phiên họp tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, thảo luận một số nội dung công việc của giáo hội. Trong cuộc họp có việc xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, chủ trì Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh liên quan đến lùm xùm trưng bày giá lợi tóc Đức Phật. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày vật gọi là giá lợi tóc Đức Phật cho người dân chiêm bái. Sự việc đã bị dư luận lên tiếng, nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thực của vật thể được Chùa Ba Vàng gọi là giá lợi tóc Đức Phật bảo vật quốc gia thiêng liêng của Myanmar. Trước đó, sau khi dư luận nghi ngờ về xá lợi tóc Đức Phật, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra xác minh lại sự việc. Cơ quan này cũng gửi văn bản đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại Chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nhận lỗi, xin sám hối vì làm ảnh hưởng tới giáo hội. Chư Tôn Đức trong cuộc họp thống nhất kỷ luật Đại Đức Thích Trúc Thái Minh một năm không được tổ chức các sự kiện quốc tế tại chùa, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin. Sau khi xem xét, căn cứ các thông tin, báo cáo, dư luận xã hội và tác hại của vụ việc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội khiến dư luận hoang mang. Ban tôn giáo chính phủ cũng đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam, chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo, xử lý nghiêm theo hiến trương và quy chế của giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm. Giáo hội yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm và sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng đúng quy định của giáo hội và pháp luật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin giới thiệu về giá lợi tóc Đức Phật trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc Chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày cái gọi là giá lợi tác đức Phật cho người dân chiêm bái là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162-2017-NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là giá lợi tóc Đức Phật chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23-2019-NDCP ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo giao Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục kiểm tra làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định. Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Quốc Trưởng, sinh năm 1975, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và Đoàn Việt Hưng, sinh năm 1971, thanh tra viên, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Quá trình điều tra xác định hai bị can trên thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2017 đến năm 2021. Khi đó, bị can Ngô Quốc Trưởng giữ chức vụ tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, còn bị can Đoàn Việt Hưng là kế toán thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn. Theo cơ quan công an, việc khởi tố, bắt tạm giam hai bị can dựa trên kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm. Ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái theo dõi chỉ đạo. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng có liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, bị can Hoàng Quốc Vượng bị bắt nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Vượng đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về chuẩn. Liên quan đến vụ án này, trước đó hồi tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 6 bị can là cán bộ của EVN và Bộ Công Thương về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 6 bị can gồm ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán Điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, ông Trịnh Văn Đoàn, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, ông Nguyễn Hữu Khải, trưởng phòng kinh doanh mua điện Công ty mua bán điện EVN, ông Đỗ Ngọc Tuyền, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, ông Trương Hoàng Dũng, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện. Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu trung úy công an Ngô Minh Thông. 29 tuổi, thường trú ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi giết người tình. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đựng trong bao ni lông giạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, khu vực qua ấp Mỹ An, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu của một vụ án giết người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân là một cô gái 28 tuổi, làm cán bộ đoàn cơ sở, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tiến hành xác minh thân nhân và các mối quan hệ của nạn nhân, kết hợp các biện pháp ra soát, sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm là cựu trung úy Ngô Minh Thông, 29 tuổi, thời điểm này đang công tác tại đội cảnh sát hình sự công an thị xã Cai Lậy. Qua đấu tranh, nghi phạm Ngô Minh Thông khai nhận giữa mình và nữ cán bộ đoàn quan hệ yêu đương. Do có mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm Thông đã giết nạn nhân khi hai người hẹn gặp tại công viên quảng trường tỉnh Tiền Giang, tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Tại đây, nghi phạm Ngô Minh Thông đã dùng tay giết cổ nạn nhân đến chết. Công cụ gây án như bao tải, dây dù được đối tượng chuẩn bị sẵn. Sau khi gây án, nghi phạm Ngô Minh Thông trói tay nạn nhân rồi bỏ vào bao tải, lái ô tô chở thi thể đến cầu Hàm Luông, đoạn thuộc xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, rồi vứt xuống sông Phi tang. Cũng trong ngày 4 tháng 1, nghi phạm Ngô Minh Thông, 29 tuổi, cựu trung úy cán bộ công an thị xã Cai Lệ, Tiền Giang, bị can trong vụ án được đưa ra bãi cỏ, nơi đối tượng giết nạn nhân và đưa lên cầu, nơi nạn nhân bị ném xuống sông để thực nghiệm hiện trường vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra